Hỏi tên bệnh nhân là một bệnh nhân Nguyễn Thị Thưởng, nữ, 92 tuổi, địa chỉ ở Bình Thuận, nhập viện ngày 27 tháng 6 năm 2022. Bây giờ nhập viện là khó thở. Thì bệnh sử thì bệnh nhân cách nhập viện khoảng 1 tháng thì bệnh nhân cảm thấy khó thở, giảm dần khả năng gắng sức. Rồi từ khi bắt đầu là bệnh nhân dù lớn tuổi nhưng cũng hay thích đi chùa và hay là đảnh lễ Phật. Và càng ngày thì bệnh nhân không thể nào là đi lên được cầu thang lên chánh điện để mà để lên để lạy Phật. Và bệnh nhân phải đến khám tại bệnh viện tỉnh Bình Thuận thì chẩn đoán là có hẹp hành động mạch chủ nặng và được điều trị nội khoa không giảm thì chuyển khoa cấp cứu bệnh viện Đại Huy Dược thành phố Hồ Chí Minh với một cái chẩn đoán là hẹp van động mạch chủ nặng, bệnh van động mạch chủ hai mảnh và bệnh mạch vành hai nhánh, hẹp 80% LAD2 và 90% ARCA2. Thì bệnh nhân được can thiệp vào ngày 16 tháng 6 năm 2022, đặt stent LAD2 và ARCA2. Thì sau can thiệp mạch vành thì thân nhân xin về điều trị nội khoa thêm và sắp xếp các việc gia đình để chuẩn bị nhập viện để điều trị cái van động mạch chủ. Thì chưa đến lịch tái khám nhưng mà bệnh nhân lại khởi phát tính chất khó thở tương tự như đợt khó thở lần trước và nhập viện bệnh viện Đại Huy Dược thành phố Hồ Chí Minh. Thì trong quá trình bệnh thì bệnh nhân không có khó thở khi nằm, không có thở kịch phát về đêm, không phù, không đau ngực, không ngất, ăn uống bình thường, tiêu tiểu được. Về tiền căn bản thân thì bệnh nhân có bệnh lý nội khoa là tăng huyết áp, phát hiện hẹp van động mạch chủ từ năm 2018, được điều trị nội khoa. Bệnh nhân có nhiễm COVID-19 tháng 12 năm 2021, điều trị tại nhà và không thở oxy. Ngoại khoa thì bệnh nhân có mổ cắt túi mật năm 1990, đường mổ và vòng hai giữa trên bụng và chưa nhận tiền căn bệnh lý khác liên quan ở gia đình. Khám lúc nhập viện thì cái tình trạng khó thở bệnh nhân giảm và cái sinh hiệu trong giới hạn bình thường. Khám tim thì rõ, đều rõ, có âm thổi tâm thu ở liên sườn hai cạnh phải xương gức cường độ 3 phần 6, da lên cổ và các dấu hiệu các cái cơ quan khác trong giới hạn bình thường. Thì bệnh nhân diễn tiến sau nhập viện thì bệnh nhân có triệu chứng khó thở giảm nhiều với cái toa điều trị như trên, cũng như bệnh nhân được thực hiện các bổ sung các cái xét nghiệm để chuẩn bị cho hội chẩn trung tâm tim mạch. Về xét nghiệm cận lâm sàng thì có cái NT-proBNP là tăng 473 nanogram trên lít, các cái xét nghiệm khác trong giới hạn bình thường, chức năng gan thận cũng như công thức máu. Bệnh nhân cũng có các xét nghiệm về tuyến giáp ở máu và đường máu. Điện tâm đồ thì bệnh nhân có nhịp xoang và trục trung gian, chưa nhận các cái bất thường khác trên điện tâm đồ. Bệnh nhân được thực hiện cái Holter ECG thì ghi nhận là nhịp chủ yếu là nhịp xoang, các cái rối loạn nhịp khác thì có cái tâm thu trên số lít bé hơn 1%. Bệnh nhân được chụp X-quang trong giới hạn cũng bình thường, chỉ có bóng tim to. Thì bệnh nhân siêu âm tim thì có cái thất trái dày ở ép được 60%, cái van động mạch chủ hai mảnh di vật không, dày vôi hóa hẹp nặng với cái trên áp trung bình là 68, vi mắt là 5.19, có các cái van tim khác trong giới hạn bình thường. Thì bệnh nhân được chụp CT trước khi hội chẩn thì được đánh giá là một cái van động mạch chủ hai mảnh tiếp không, phân độ di vật, lá van dày vôi hóa nhiều, có góc động mạch vành trái và phải đều xuất phát từ một xoang, trong đó vành trái là cao khoảng 15 mm so với vòng van và mình phải là cao 14 mm so với vòng van. Vòng van một chủ là 25 nhân 19 mm, có động mạch chủ ngực lên là 46 mm. Và đây là cái hình ảnh của CT cái động mạch chủ của bệnh nhân. Rồi chúng thấy có cái bất thường ở chỗ là bệnh nhân có cái vôi hóa ở đường thoát LVOT với đường động mạch cát trong giới hạn bình thường. Bệnh nhân cái đánh giá mạch vành trên CT thì cũng có cái sơ vữa nhẹ không hẹp đáng kể, có cái hẹp bé hơn 50% LD1 và 2, nên bệnh nhân được chụp mạch vành vào ngày 16 tháng 6 năm 2022 với cái kết quả là hẹp 80% LD2 và hẹp 90% đoạn ACA2. Kết luận là bệnh mạch vành hai nhánh, bệnh nhân được can thiệp sang thương LAD2 và ARCA2. Đây là hình ảnh mạch vành của bệnh nhân trước và cái nhánh LAD2 trước và sau can thiệp, và là nhánh ARCA trước và sau can thiệp. Thì bệnh nhân được hội chẩn chuyên chuyên khoa hô hấp và kết luận là không nghĩ khó thở do hậu COVID và không chống chỉ định can thiệp phẫu thuật, nguy cơ phẫu thuật thì cao theo cái quan điểm ARICAP. Tóm tắt cái vấn đề cho bệnh nhân này là bệnh nhân nữ 92 tuổi nhập viện vì khó thở gắng sức, tiền căn là một cái bệnh lý hẹp van động mạch chủ nặng, có nhiễm COVID-19. Tiền căn về vấn đề hiện tại là một cái vấn đề là một suy bệnh nhân có một suy tim NIH2 ở ép bảo tồn,
có một cái hẹp van động mạch chủ rất nặng, trên mạch bệnh nhân là van động mạch chủ hai mảnh, bệnh mạch vành hai nhánh đã stent LVD2 và ARCA2, một phần động mạch chủ ngực lên, không triệu chứng và cái tiền căn nhiễm COVID-19 tháng 12 năm 2021. Thì trên bệnh nhân này nhập viện mới khó thở gắng sức. Nghĩ nhiều cái khó thở này là do cái bệnh lý tim mạch, bệnh nhân cũng đã được hội chẩn hô hấp. Nghĩ nhiều cái khó thở này do cái tiền căn nhiễm COVID. Bệnh nhân cũng được làm khí máu đồ và các cái xét nghiệm hô hấp để loại trừ. Cái khó thở này cái nghĩ nhiều do cái hẹp van động mạch chủ nặng, thoái hóa vì sau khi bệnh nhân can thiệp mạch vành thì cái triệu chứng khó thở của bệnh nhân vẫn còn. Thì chẩn đoán bệnh nhân này là có hẹp van chủ rất nặng, cái diện tích mở van là 0.6 cm², trên áp trung bình là 68, nghĩ do thoái hóa vôi giai đoạn D1 trên van động mạch chủ hai mảnh, bệnh mạch vành hai nhánh đã đặt stent và phần động mạch chủ ngực lên không triệu chứng. Thì bệnh nhân được hội chẩn trung tâm tim mạch vào ngày 29 tháng 6 năm 2022, là hướng điều trị là can thiệp TAVI, thì giải thích cho bệnh nhân cái nguy cơ tiến triển của phình động mạch chủ ngực lên, nguy cơ chứng vỡ thắt động mạch chủ, giải thích nguy cơ hở cạnh van động mạch chủ vôi hóa do van vôi hóa nhiều và van động mạch chủ hai mảnh. Thì điều trị nội khoa trước phẫu thuật thì bệnh nhân được điều trị với cái toa hiện tại. Bệnh kế hoạch can thiệp cho bệnh nhân này là mình sẽ can thiệp qua chủ quay da do thắt tim được thực hiện. Đường tiếp cận là qua đường đùi, phương pháp vô cảm là thiền mê tê tại chỗ, dự trù tuần hoàn ngoài cơ thể và dụng cụ phẫu tim. Đây là quá trình can thiệp của bệnh nhân. Bệnh nhân được chụp động mạch chủ trước, sau đó là nong bóng, nong van động mạch chủ. Đây là bệnh nhân được tên là cái van động mạch chủ qua da. Chụp kiểm tra có hở van động mạch chủ nhẹ. Thời gian can thiệp là 90 phút, thời gian xíu tia là 40 phút. Thì điện tim ngay sau can thiệp TAVI thì bệnh nhân có xuất hiện một cái lốc AV độ 1. Rồi có cái dấu hiệu tế bào cơ tim cũ trên điện tâm đồ. Cái siêu âm tim sau can thiệp thì chưa ghi nhận dịch màng tim, chưa ghi nhận hở cạnh van. Thì bệnh nhân được theo dõi tại cái ICU khoảng 12 tiếng, xuất viện sau can thiệp 2 ngày. Thì siêu âm tim trước xuất viện thì van động mạch chủ nhân tạo hoạt động tốt, ở cạnh van nhẹ. Điện tim trước xuất viện thì vẫn còn cái lốc AV độ 1. Toa xuất viện của bệnh nhân được điều trị. Bệnh nhân được tái khám sau 1 tháng thì ECG tái khám thì theo nhịp xoang, không nhận cái lốc AV. Và siêu âm tim sau tái khám thì tình trạng vẫn tương tự, đó là van động mạch chủ hoạt động tốt, cái hở cạnh van nhẹ. Toa tái khám của bệnh nhân được điều trị và gia đình bệnh nhân được tư vấn siêu âm tim tầm soát các cái bệnh lý về van tim và động mạch chủ. Thì vấn đề bàn luận trên bệnh nhân này là cái chẩn đoán, cái tối ưu nội khoa của bệnh nhân, chỉ định can thiệp và chỉ định PCI hoặc là CABG, TAVR với SAVR, và nguy cơ tiến triển của phình động mạch chủ, lựa chọn loại van, các biến chứng sau TAVR và theo dõi sau TAVR. Thì em xin lược sơ các cái phần biện luận bàn luận. Nhất là về chẩn đoán bệnh nhân này thì bệnh nhân có chẩn đoán là cái siêu tim đi 2F bảo tồn theo cái khuyến cáo của ACC ở 2022. Bệnh nhân được chụp mạch vành trước can thiệp thì theo khuyến cáo của ESC là khuyến cáo 1C. Bệnh nhân được chụp CT đánh giá trước can thiệp van động mạch theo khuyến cáo của ACC. Về phân độ giai đoạn của bệnh nhân là bệnh nhân van động mạch chủ nặng, có triệu chứng trên áp cao thì theo phân độ của ACC là độ D1. Bệnh nhân điều trị nội khoa trước mổ thì trước khi can thiệp thì bệnh nhân có một cái CT bảo tồn thì theo khuyến cáo của cái ACR2 thì được điều trị các cái thuốc như là lợi tiểu hoặc SGLT2. Tuy nhiên trên bệnh nhân hẹp van động mạch chủ khít thì các cái thuốc mà như có giảm cái tuần hoàn thì cân nhắc điều trị, và trên cái bệnh nhân này thì chúng em không có điều trị các cái thuốc nghe giảm cái thể tích. Và bệnh nhân được điều trị khá kép là do can thiệp. Thì chỉ định thì bệnh vành cho bệnh nhân này thì theo cái khuyến cáo của ACCSI 2020 thì bệnh nhân có thể phù hợp với cái can thiệp mạch vành trước khi dự tính làm TAVI. Và chỉ định phẫu thuật thì bệnh nhân là hẹp van động mạch chủ nặng có triệu chứng giai đoạn D1, bệnh nhân có chỉ định can thiệp van động mạch chủ theo khuyến cáo 1B của ESC 2021 và 1A theo cái khuyến cáo của ACCSI 2020. Về chỉ định phẫu thuật phình động mạch ngực lên thì trên bệnh nhân có cái van động mạch chủ hai mảnh, có cái can van động mạch chủ thì phình chủ ngân kích thước từ 4.5 cm trở lên thì có chỉ định can thiệp cùng thời với khuyến cáo là 2A theo ACC 2022 và ESC 2021.
Về cái tính nguy cơ tử vong trên cái phẫu thuật trên bệnh nhân này thì theo cái thang điểm SES-COR nguy cơ tử vong là 4.4, và nguy cơ tử vong theo EuroCore nếu chỉ như vậy mình chỉ có can thiệp thay van động mạch chủ thì nguy cơ tử vong là 1.95, và nếu có thay van động mạch chủ cộng với thêm ngược lên thì nguy cơ tử vong lên tới 6.18. Và nếu như chúng ta làm TAVI cho bệnh nhân này thì cái nguy cơ tử vong là 4.91. Và từ cái đó thì mình có cái hướng can thiệp cho bệnh nhân này. Thứ nhất, bệnh nhân có hẹp van động mạch chủ nặng trên 65 tuổi, có hướng khuyến cáo là van sinh học, thì bệnh nhân có cái triệu chứng là D, có cái nhóm là D phân giải giai đoạn là D1, có cái tuổi trên 80 thì phù hợp với cái can thiệp TAVI với khuyến cáo là mức 1B và cái server là 2A. Thì các yếu tố ủng hộ cho cái TAVI là giải phẫu học phù hợp, khoảng cách cái lỗ mạch vành đến van mạch chủ tốt, cái nguyện vọng của gia đình và cái tuổi bệnh nhân. EuroCore là bệnh nhân trên 4 nếu như là xử trí phần động mạch vượt lên. Các yếu tố ủng hộ server là nếu như bệnh nhân không can thiệp xử trí phần động mạch chủ ngực lên thì cái EuroCore bệnh nhân là 4%, và bệnh nhân có van động mạch chủ hai mảnh, động mạch chủ ngực lên là kích thước là 46 ml trên van động mạch chủ hai mảnh. Và các yếu tố khó khăn mà cụ thuật kỹ thuật của TAVI đó là bệnh nhân có vôi hóa cái LVOT. Thì đây là các yếu tố ủng hộ của server và TAVR thì thường tương đương với nhau. Thì trên van động mạch chủ hai mảnh thì nhìn cho bệnh nhân này thì bệnh nhân có cái van động mạch chủ hai mảnh là siêu vật tiếp không, và có cái động mạch chủ ngực lên là 46, nhưng bệnh nhân có nguy cơ cao nếu như mình mổ, nguy cơ mổ thuật tử vong lên tới trên 4%, thì nó vẫn phù hợp với cái thay van động mạch chủ ngoài da. Về nguy cơ tiến triển của phần động mạch chủ ngực thì cho thấy rằng nếu bệnh nhân đang hiện tại là đang ở mức độ là 46 thì nguy cơ tăng cái thịt mỗi năm là khoảng 0.14-15 cm mỗi năm. Thì nếu bệnh nhân này sống khoảng 5 năm nữa thì tăng khoảng 7, thì cái kích thước của bệnh nhân sẽ lên khoảng 5.2. Thì chúng ta thấy rằng cái nguy cơ vỡ khi mình sau khoảng 5 năm nữa thì mình thấy là cái kích thước khoảng từ 4.9 đến 5, chúng ta thấy là cái tỷ lệ vỡ đục tắc liên dao động khoảng từ 2 cho tới 6%. Về lựa chọn loại van thì em sẽ xin ý kiến các thầy trong cái hội đồng. Về biến chứng và theo dõi sơ TAVI thì bệnh nhân này có van động mạch chủ hai mảnh thì các nguy cơ như các nguy cơ đột quỵ, hoặc nguy cơ gặp mấy tàu nhịp, hoặc nguy cơ vỡ vòng van, cũng như các cái nguy cơ hở cành van sẽ tăng hơn so với van động mạch chủ ba mảnh. Và bệnh nhân này có cái lóc TAVI độ 1 thì theo khuyến cáo của ESC thì chúng ta sẽ theo dõi và không can thiệp gì. Cũng như bệnh nhân có cái và nội chủ hai mảnh, chúng ta sẽ tầm soát các cái bệnh lý cho cái người thân thế hệ thứ nhất cho bệnh nhân. Em xin cảm ơn quý thầy.